chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu. Phải không? Để cậu chắc nha. Tôi cũng ổn rồi đó, mà tôi thấy cô là không ổn đó. Ổn á, ổn á, ổn. Tao cũng thấy ổn đó. Vô trời. Cô giỡn thôi à, vui vẻ không gọi như đứa. Cô tưởng cô làm gì mà tụi tôi sợ cô hả? Sao tụi em không mang rồi đâu cô? Không mang hả? Lo nha. Ngày hôm qua cô cho bài tập về nhà. Ai làm rồi giơ tay lên. Đón xem, cô nhóm tôi là trùm cuối tập 6 vào lúc 19:30 thứ 6 ngày 23 tháng 10 2020.